gửi lời chào đến các anh em ở Quảng Ninh. Ở đây là ông Quảng Ninh anh Đạt. Vương Cao Thắng. Anh Đạt đây, vợ chồng anh Đạt là đây là phải nói là một người rất là hoành tráng nhé. Ủng hộ gì cao của cậu Vinh và cô. Tập đoàn ở 2000 đấy ạ. À quên, xin lỗi, G4000. Đây, dịp này đang chương trình ở 2000 nhiều quá. Tập đoàn G2000 với hệ thống đẩy mắng nghe 2, mic 321. Thì anh chị cũng đã test qua cái bản karaoke okay. Và cũng đã nghe nhạc qua. Thì em gửi anh chị cái phiếu bỏ này. Anh chị ở đây cũng chia sẻ luôn cho anh em Liêu Thanh và Quốc về cái sản phẩm. Thì anh chị nhận hoàn chỉ tiếp bản nhạc từ ra riêng chị cũng như là anh dừng cùng với chúng em ạ. Nói chung là được thì nói chung là xem quảng cáo của công ty Zika trên YouTube nhiều thì cũng ưng, nghĩa là mấy đặt hàng thì là công ty thì cũng tin tưởng hai vợ chồng và cũng không cần đặt cọc xuống luôn thì là tôi thì cũng cảm ơn công ty hỗ trợ gia đình hết mức. Em cảm ơn chị chưa rồi, em bàn giao anh chị để mua cả. Cảm ơn anh chị nhá. Chúc chị là hát hay nha chị nhá. Sau những ngày làm việc vất vả ấy, giải trí ạ. Ok, cảm ơn em theo dõi video nha. Xin chào tạm biệt. Rồi. Xin chào các bác và anh em nhá. Rất là gửi lời chào đến các bác anh em ở Quảng Ninh. Hiện tại chúng em thì đang có mặt ở đây, chính xác là đang chuẩn bị đi lên nhịp cầu bãi cháy đấy ạ. Đây thì chúng em đi bàn giao bộ dàn loa cây G4000. Tính hết còn khoảng độ 5 đến 6 cây nữa thôi là đến nhà bác khách hàng cũng như là chủ đầu tư cho bộ dàn của Zika chúng em cung cấp ngày hôm nay. Ở đây quay qua cái đoạn này cũng như là chính cái cầu này là các anh em sẽ nhận biết được là cầu bãi cháy đâu. Đây, quay ok, máy quay quay ra phía bên cho anh em nhìn xuống vịnh. Đây là biển này. Đây là biển này, eo biển ở dưới vịnh. Tàu du lịch rất nhiều. Em thì đang lái xe nên là hơi tập trung lái nhưng mà cảnh đẹp quá nên phải quay lại một chút để lưu lại kỷ niệm. Xin mời các anh em cùng Zika chúng em đến cái hành trình như thế này nhé, để bàn giao lắp đặt những bộ dàn karaoke bên Zika chúng em cung cấp. Sau 3 tiếng đồng hồ thì đội ngũ kỹ thuật Zika đã có mặt tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long ạ. Đây là anh khách hàng anh Đạt đã ra đón bọn em ạ. Đây là khu đô thị đẹp nhỉ. Đây chắc nhà anh gần đây rồi, ngay đây. Chỗ để bán tải thang lửa. Chào anh em Hạ Long nhá. Đường to. Bây giờ là 11:34 ạ. Chúng em đã đến trước cửa nhà anh Đạt ở phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh ạ. Đây chúng em đang lùi xe vào đây. Anh Đạt đã ra khu đô thị để đón chúng em ạ. Không gian của nhà anh Đạt đây ạ. Đây là không gian nhà anh Thật. Vâng, em chào anh ạ. Chào em. Đây là xóm rồi ấy. À. Em chào chị ạ. Đây chủ nhật anh chị được nghỉ đúng không? Không, vừa rồi là tầm 1. Ở đây nó có ưu điểm là nó mát hơn thẳng một tí. Ở đây mát nhỉ chị nhỉ? Đây gió mát thế này không cần phải điều hòa. Em đi lấy chè khô lúc để chè muối.
có dây nữa. À, nên dùng với một dây khoan chứ đừng chuyển ra bộ này. Ừ, thì chơi cho ra bộ này luôn đi, đỡ để đây muốn đưa cái sự TV trước rồi nó ra loa này luôn. Ok, các bạn nhìn đây là con đẩy X22 luôn tại nhà anh Đạt. Ô, hàng xóm nhà anh cũng là anh Đạt à? Đây, anh Đạt nhau. Dây nguồn điều khiển nguyên bị kém. Đây là nguồn dây mày đúng vừa xinh nhỉ. Đấy anh bảo là cố gắng đo chuẩn đi, thì không thì anh đổi cái đôi khác. Từ đây anh đo là một gần 1m2. Thế đấy của anh chỉ 1m6. 1m18. 18 á, đúng rồi chuẩn. Nhân 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 anh có một tí là. Loa thì em cũng đã bày lên trên kệ rồi, đẩy thì cũng ngang, đã xếp xong. Đây là toàn bộ mic, bộ mic thì em có inbox trực tiếp lên này, bọc luôn trực tiếp lên. Đi kèm với cấu hình combo này thì bộ mic 3-1 chúng em đang làm cái đằng bóc. Đây là bộ mic có cái tông màu đen giống như con X22, là nó sẽ có sự tương đồng để nó sắc hơn đấy. Phụ kiện đi kèm của nó sẽ có 4 dâu, em sẽ lắp đủ 4 dâu nhé.
Trời, trên showroom của bên em ít lắp dâu á. Vì là bản thân con này sóng rất là khỏe rồi, nên khi đi bàn giao là em lắp đầy đủ phụ kiện rất là đẹp. Các bác chủ đầu tư chủ cấu hình combo này luôn, thế mà dùng thôi ạ. Anh chị có hay hát không? Có, cũng có, anh thỉnh thoảng vẫn hát. Anh tâm lý mua bộ già để tặng chị đấy, vì chị hay hát. Còn là hát karaoke là vui là được. Kiểu đi làm về thì buồn thì... Chủ yếu là nghe nhạc. Em thích nghe nhạc thì bây giờ nó cũng hiện đại, TV, YouTube bật lên. Vâng, cái này là món ăn tinh thần của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi đấy chị ạ. Chị có xem qua về bên em chưa? Hay là chỉ anh xem thôi? Ngày ông gọi thì xem hộ ông cái này có được không, cái kia được không, ông thích mua cái gì được mua. Mic cũng là chị duyệt đấy. Anh bây giờ lại để bằng hai người không? Bây giờ để một người tầm. Dạ. Hai người lại để một tầm. Đó, để chung một chỗ. Với chúng người chồng thì không hát được, không tự hát. Nghe chị hát là thoải mái rồi. Bây giờ anh bật TV lên cho em. Thực hiện câu hát. Tiền hàng của Trần nữa. À lấy luôn em, có em đi. Nhưng mà hết tiền rồi. Lấy luôn. Nếu mà lấy đang muốn lấy cứ bảo Trần rồi. Xe em to sẵn như vậy luôn. Này, mong rằng tí nữa lên quay trường hợp về Hải Phòng là không có chỗ đỗ xe nữa. Hôm nọ anh lên Hải Phòng vẫn cứ giờ cao điểm 1 giờ chiều. Ở chứ còn Quảng Ninh thì không sợ công an Quảng Ninh nó ấy lắm, nhưng mà đi Hải Phòng nhá, qua cái cầu Đá Bạc rất cẩn thận, công an cầu Đá Bạc khuyên cực. Ở Hải Phòng công an làm gì? Vâng, à? Làm công an ở Hải Phòng làm bố quả đá. Nhưng mà từ Hà Nội xuống đây là toàn đi cao tốc hết. Nhưng mà công an Quảng Ninh thì không sợ. Vâng. Em chỉ ngại cái độ xe tự chạy thì mình chạy. Chợ nào? À, trên đấy anh nhớ, nhưng mà đi vào trong đấy Hải Phòng chợ chợ dân đấy thôi, dân tự phát thôi, bán ở ngõ thôi. Ui, nếu anh chị chơi chợ nhà chị mình chợ đấy nó bán thì sao nhưng mà chiều thì có nghĩa là trên dừng độ 5 phút thôi và ui. Đi lắp chắc đến tối chưa về đến nhà anh ạ. Nó có thùng xốp mà. Hàng ngày các bạn đã đi quanh năm mà. Có khi đi từ sáng đến đêm ấy. Điều khiển này nó hỏng rồi.
về cái cài đặt trung tâm rồi. Kiểu nó hơi chập chờn đấy, vâng, nó bắt tín hiệu hơi chập chờn. Mua vì ngày xưa nó làm hỏng, nó làm rơi vỡ. À, điều khiển này thì chị mua, điều khiển khác là điều khiển tàu rồi. Vâng.
tông nữ. Nhạc của anh tăng lên, nhưng để 40 là rõ chữ nhất. Mình hát biến lấy thì là
mic em đầy 16. 16 này là cái mức gọi là để gọi là phổ thông nhất. Như là nếu mà ai, anh hát thì ai thì mic nặng rồi, tăng mic lên cho anh. Đúng rồi, em mic được nhẹ mic đi. Tầm 16 đến 30 rồi. Vâng, đấy, tầm này. Còn em để tầm 16. Nhưng mà em cài 16 thì sau đó khi mà mở cái tài nó sẽ chạy cái mũi để nó sẽ không có hiện tượng. Con đi. Rú. Sát lại. Mình thích để 15 là mức mua dịch vừa phải vừa được hay rồi. Con gì lớn nhỉ? Impact là tăng giảm. Thanh niên mà. Con nhỏ mít, con nhỏ nhạc đây. 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 Thì anh chị kéo về cái FPD ra rồi. Thế là lên nhạc không? Để chế độ mở một cho nó ok. Nó chỉnh tông của nhạc thì em chỉnh sẵn cho anh chị đây rồi. Em chỉnh đúng phù hợp với không gian của mình rồi. Thế nhớ chở con nó ấn vào. Chẻ con ấn vào đó. Ấn vào thì nó ấn vào thì nó chỉ gọi lại nhé. Thì có bạn hết cỡ này đây xong anh sẽ tắt đi. Tắt đi lại bố mà không đến mà. Tắt đi xong bật lại nó lại về hoàn chỉnh. Nó xong. Còn trên này thì đây em khóa thì cả tính năng và chắc em là sẽ ấn thoải mái. Mình muốn thử ra thử vậy mình muốn chỉnh thì trên này không phải chỉnh ừ. Trên này không phải chỉnh, nó ít bị lệch tần số, giả dụ nó bị lệch tần số nhá thì anh mở khóa ra đấy, anh bật cái tay mic lên, bật tay mic lên cho sáng màn hình, xong cái màn hình nó khóa xuống dưới đây nhé, ấn vào nút set này, ấn cái nó chạy vào nút set nó tự do lại cái tần số tự động cho bạn. Thế nhưng mà bây giờ nếu mà khóa khóa lại cho anh ấy. Thế bây giờ cái loa TV như vậy anh bảo là lại phải bật cả cái bộ này lên này. Nếu mà xem hoặc hình như là thời sự đấy. Đây rồi nha. Nếu mà muốn nghe nghe loa TV. Em sẽ gửi lời chào đến các anh em ở Quảng Ninh. Ở đây là ở Quảng Ninh anh Trần. Phường Cao Thắng. Anh Đạt. Đây, ở trong anh Đạt là đây là cháu là một người rất là hoành tráng nhé. Ủng hộ Zika của cầu Vinh Bắc Bộ. Tặng loa G2000 đấy ạ, à quên xin lỗi G4000 đấy, xin này đang chương trình G2000 nhiều quá. Tặng loa G2000 với hệ thống đẩy mang X22, MIX321 thì anh chị cũng đã test qua cái bản karaoke và cũng đang nghe nhạc qua, thì em gửi anh chị cái phiếu bảo hành. Anh chị ở đây cũng chia sẻ luôn cho anh em Liêm Thanh và Phúc về cái sản phẩm thì anh chị sẽ hoàn chỉnh cái bản nhạc đi ra riêng chị cũng như là anh dừng cùng với chúng em ạ. Nói chung là được thì nói chung là xem quảng cáo của công ty Zika trên YouTube nhiều thì cũng ưng, thế là mới đặt hàng. Thì là công ty thì cũng tin tưởng hai vợ chồng và cũng không cần đặt cọc, xuống luôn thì là tôi thì cũng cảm ơn công ty hỗ trợ gia đình hết mức. Em cảm ơn anh chị nhé. Chưa rồi, em bàn giao anh chị để mua cái thứ nhất nhé. Cảm ơn anh chị nhé. Chúc chị là hát hay nhé chị nhé. Sau những ngày làm việc vất vả ấy, giải trí. Ok, cảm ơn em theo dõi video nhé. Xin chào, tạm biệt.